Cô chào các em, à, hôm nay cô lại tiếp tục à, giảng bài số 56, bài 56 và còn bài 257, 58 nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái à, giáo trình FS 60 bài và cô đã hoàn thành xong à, Thì trong quá trình giảng dạy ý, thì tất nhiên là bởi vì là cô cứ quay đến đâu là cô giảng đến đấy chứ cô không có sự sửa chữa Nên là đôi khi có những một số câu có thể là, có thể lắm lúc có khi cô lại nói nhầm này hoặc là về cái phần dịch thì cô thường dịch mở mở rộng ra mở mở ra thì để cho câu văn nó hay thì có thể nhiều bạn mà mà khi khi học ấy thì động bảo là dịch mở quá thì đôi khi các bạn cũng hơi khó một chút thế nhưng mà không vấn đề gì cả các bạn chủ yếu là các bạn học từ vựng trong cái tuyển quyển từ vựng của cô là ok bởi vì những cái phần giáo trình này cái giáo trình 60 bài này thì dành cho cả các bạn ôn cbt tái nhập cảnh cộng với cả những bạn mới những bạn mà cbt tái nhập cảnh ấy thì những bạn ý là chỉ là chỉ có khác với cái cái mình với cái bạn thi mới là có 200 câu chuyên ngành thì có 8 chuyên ngành khác nhau thì mỗi bạn là cũng đều có những cái chuyên ngành riêng đăng ký riêng thì ở bên cô cái cái chuyên ngành cô đã dịch hết ta là tiếng Việt cứ dịch câu hỏi ra tiếng Việt dịch đáp án đúng ra tiếng Việt À, đấy nên những cái bạn bạn nào mà có nhu cầu bạn nào mà đi uh, đi tái nhập cảnh về mà muốn ôn thi để thi đợt tới này ấy, thì các bạn sẽ uh, bận rộn hoặc là đi về mà không lên các trung tâm học được thì các bạn sẽ cứ học qua cái cái kênh của cô này 60 bài này cộng với từ mua bộ đề bộ sách của cô bộ sách của cô đấy thì các bạn sẽ vừa ở nhà vừa học và cái 200 câu chuyên ngành có gồm có 7 quyển sách cộng một quyển sách chuyên ngành nữa là 8 quyển. Đấy thì các bạn nếu như có nhu cầu mà các bạn học ôn ấy, có quyết tâm ấy, học ở nhà không phải lên trung tâm ấy thì các bạn sẽ cứ gọi điện cho cô thì cô sẽ để cho những cái bộ sách đó kể cả bạn tái nhóc cảnh hay bạn thi mới là điều chung của giáo trình, nó chỉ khác nhau nhau là 200 câu chuyên ngành thôi nhé. ở à đấy thì đấy là cô giới thiệu thêm như vậy thôi để các bạn nắm bắt được cũng nhiều bạn CBT cũng đã từng đã mua sách của cô đã học và các bạn cũng cô đã để lại cho đã đã gửi cho luôn cả cái phần uh, file đáp án của bộ đề rồi file nghe đấy nếu như bạn nào mà có lòng quyết tâm cao mà vì điều kiện công việc này vì điều kiện thời gian mà không có thì các bạn nên học bởi vì cái 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 cái, cái, cái những cái bài mà giáo trình sáu mươi bài này là cô giảng thì để mà nói thì tất nhiên là Uh, cô không thể tự hào là cô dạy tốt hay là không dạy tốt gì cả nhưng mà để để cho nó cái việc dễ dàng cho để phù hợp với những bạn mà không có điều kiện đi đến trung tâm Nhá yeah. thì cái bài này bài năm sáu này thì nó liên quan đến vấn đề là ibon yorum hiuka kế hoạch kun se sởi nghĩa là kỳ nghỉ hè lần này bạn đã lên đã xây dựng hay đã lên kế hoạch để vào cái kỳ nghỉ lần này chưa nghỉ hè lần này ibon yorum là kỳ nghỉ hè lần này hiuka là kỳ nghỉ nhá do rưm là mùa hè Ybon là lần này thì mình dịch là là gì ạ kỳ nghỉ hè lần này kế hoạch là kế hoạch và xe uất sơ yếu là C u là là xây dựng hay là lên kế hoạch nhá bài này thì nó liên quan đến về kỳ nghỉ hè nghỉ phép nghỉ xin nghỉ ốm đây chủ đề của bài hôm nay chủ đề của bài hôm nay là nó sẽ liên quan đến là gì đấy ạ à, tìm hiểu về ngày nghỉ này à, đăng ký nghỉ đăng ký xin phép nghỉ ốm này và hiểu về những cái gì ạ? kỳ nghỉ và nghỉ ốm và tìm hiểu Hiu chuẩn, là hiểu tìm hiểu về luật lao động tiêu chuẩn về việc nghỉ phép. Đấy bài này nó đều liên quan đến tìm hiểu ngày nghỉ, xin phép nghỉ và nghỉ không lương và nghỉ có lương thì tất cả tập trung vào trong cái bài 56 này nhá. À, ở đây thì là hiu rân xin chân hà tà là đăng ký nghỉ phép hiu rân nề tà là xin nghỉ phép hiu rân bạch tà là được phê chuẩn ngày nghỉ hoặc được đồng ý nghỉ à, hiu rân sư tà là sử dụng ngày nghỉ nhu cửu hiu yên là ngày nghỉ có lương mua cửu hiu yên là ngày nghỉ không lương bọp chân hiu yên là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật nhạc chân hiu yên là ngày nghỉ theo quy định của công ty dân cha hiu cá là cái nghỉ dài hay gọi là nghỉ phép năm chun sơ nhiều ca là nghỉ thai sản tất cả những cái này nó đều liên quan đến là nhiều cả chúng ta sẽ sang phần luyện tập luyện tập ở đây là có bốn hình ảnh và bốn từ mẫu thì tranh cái hình ảnh thứ nhất thì sẽ nối với là gì nhu hiu là kỳ nghỉ có lương còn tranh số 2 là mua cực hiu là kỳ nghỉ không lương và tranh số 3 là chún san hiếu là, là nghỉ thai sản còn lại tranh số 4 là giòn cha hiếu ga là cái ngày nghỉ phép năm nghỉ dài hoặc nghỉ phép năm là giòn cha còn bài số 2 thì trong phần này người ta bắt mình là bin khan là chỗ trống đúng không ạ mặt chân ở đây là đúng pheo hiên là biểu hiện cô là sữa, là cô ở đây là lựa chọn tê hoa là hội thoại hoàn sân ha là hãy hoàn thành thì câu này người ta nói là bình khan mà chân biểu hiện cô là tê hoa hoàn sân ha nghĩa là lựa chọn cái biểu hiện đúng vào chỗ trống để hoàn thành cái hội thoại à thì câu số 1 là nè Taleke bán gan tô ngày mai không phải là cái ngày mà lịch lịch đỏ mà nghỉ à À, không phải là ngày định đỏ mà nghỉ mà nghỉ thì bạn ấy đang nói như vậy thì bạn kia nói là ne in <laughs> uri về nên nghĩa là ở đây là thế nào ạ vì là cái ngày nghỉ theo gì vì là cái ngày nghỉ là nghỉ cái từ bóp chân bóp chân là nghỉ theo luật còn nhạc chân là theo ngày nghỉ của công quy định của công ty vâng vì là cái ngày nghỉ quy định của công ty nên là nghỉ à, về công ta chúng ta chung công ty chúng ta nghỉ cái từ hiu yên ý ra so ở đây nó là là vì là à, danh từ cộng với ý ra so khi có bắt chim còn không bắt chim thì cộng với là ra so là vì là ngày nghỉ gì theo quy định của công ty nên là công ty ta ta nghỉ đấy là chọn đáp án số 2 câu số 2 dọn trà thân xa nhông hà nân ký can tống hà nơn trong cái thời gian đây cô dịch từ đón cha là kỳ nghỉ năm kỳ, kỳ, nghỉ dài nghỉ phép nhá sa nhông ha tà ở đây là gì sa nhông ha tà sa nhông ha tà ở đây là sử dụng kỳ căn tùng ngàn kỳ căn tùng ngàn là thời gian trong khoảng thời gian Im cương là tiền lương nào ô chi ả nhân có yếu là không có tiền lương là không có tiền lương à, ả nhiều là không hưu in ý nghĩa vì là ngay nghỉ Im cương mi chi bun đều là tiền lương là chi trả tiền lương chi bun ha đá, chi bun đều là được chi trả. Cái từ chi bun là chi trả nhé Mu cực là nghỉ gì? Nghỉ không lương còn nhu cực là nghỉ có lương. Thế ở đây thì phải là đáp án số mấy ạ? Số 2. Trong cái khoảng thời gian mà mà dùng cái nghỉ phép năm ấy thì là sẽ không có lương phải không? Bạn kia bảo không vì là nghỉ theo gì vì là cái ngày nghỉ có lương nên là được chi trả tiền lương đó tiếp câu số 3 u đi nên là công ty chúng tôi hiếu quá đơn ấm mana trời ố ở công ty chúng ta thì kỳ nghỉ à kỳ nghỉ thì là được bao nhiêu cho bao nhiêu ạ à á kỳ đơn nạt kỳ tròn xăm kéo tèo nghe nói là khi mà sinh em bé, khi nói là em bé sinh ra ấy là trước và sau là cho là nghỉ trước và sau ba 3 tháng. Đó, thế thì ở đây nếu như nói là aki thì đương nhiên phải là chung san, đúng không ạ? Là kỳ nghỉ gì? Kỳ nghỉ gọi là nghỉ thai sản ấy. nón ra ở đây là nghỉ phép năm. Câu số 4, 이번 해이 번에 계유가름 어, 어디에 가고 싶어요? 친구들하고 모산에 가고 싶어요 có nghĩa là uh, kỳ nghỉ lần này thì bạn muốn đi đâu một bật tứ miễn nếu nhận hai xin chân hà miễn nếu mà đăng ký thì bạn nếu bảo nếu cái gì thì bạn nói là tôi muốn là tôi định đi đến busan cùng với các bạn ở đây ta phải chọn đáp án số số một nếu mà nhận kỳ nghỉ lần này ấy, thì bạn đi đâu và tôi sẽ định tôi định đi đến busan cùng với các các bạn chính khu tân hào cố busan đi khá vô cô được chưa nào ta sang phần hội thoại hội thoại ở đây giữa bạn chí hôn và ý ban thì bây giờ trước mắt là cô sẽ cho các bạn nghe hai lần nghe hai lần xong rồi và cô sẽ đọc đọc xong rồi lần thứ ba thì chúng ta là sẽ dịch nhá quả 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 대화 <laughs> 1 đời. 이반, 이번 여름휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸수 있는데, 여름 휴가로는 일반적으로 3~4일 정도 쓰는 편이야. 56과 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 대화 1. 2번. 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸수 있어? 1년에 연차 15일까지 쓸수 있는데 여름 휴가로는 일반적으로 3, 4일 정도 쓰는 편이야. 음, ừ, ở giữa này là giữa hai bạn là hai bạn này là hai bạn chi hôn và y ban thì hai bạn này là không sử dụng cái lời nói và đuôi câu là ta dùng toàn lời nói trống không bởi vì là bạn bè không có đuôi vô đúng không ạ nếu có đuôi vô thì nghĩa là nó mang tính chất là nó tôn trọng hơn nhưng ở đây hai người này là bạn nên người ta bỏ cái đuôi vô đi người ta nói trống không với nhau 야, 이번, 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 된지 논지를 모는 중이야. 7월 만에는 수 있는 공장이 많으니가 일이 그렇게 많지 않은 거야? 그때쯤 휴가를 신청해봐? 그래야, 아, 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 순수 있어? 2년, 2년에 전자 지부인 같이 순수 있는데 여름 휴가로 인반적으로 3, 4인 정도 쓰는 편이라 à, thế bây giờ đây thì Y ban là tên rồi nhá Y ban nhớ rum hiệu ca kế hoạch ở đây kỳ nghỉ lần này hiệu ca kế hoạch của kỳ nghỉ à, còn xe à, bạn đã lên kế hoạch của kỳ nghỉ lần này chưa hả anh y ban đúng không ạ a à, Amuto à, a à, là vẫn A-mô-tô là Hyuga mô tô, là à, mô tô là bất cứ đúng không ạ Hyuga Yeki hay sao Không nghe bất cứ Vẫn không nghe cái bất cứ cái cái gì Cái kỳ nghỉ Tôi chưa nghe đến bất cứ cái kỳ nghỉ Vì chưa nghe hoặc là vẫn chưa Đúng không ạ Hyuga đơn sở tô Tuyên chi nun chi đơn bô Nên chung hiểu Cái từ tuyên nun chi đơn bô tả nun chi nun chi đơn bố tả Đây là xem xét để ý muốn chi bô tả là để tôi xem xét hay tôi để ý thì người ta hay dùng là để xem hay là để xem xét đúng không ạ vì không có ai nói về kỳ nghỉ thì tôi cũng đang xem xét nên có nghỉ hay không à ở đây là chi luôn man man ở đây là chi luôn là gì ạ chi luôn là tháng 7, man là cuối tháng 7 suy nhân cũng tra nghi mà như thì cả có nghĩa là vào cuối tháng 7 là có nhiều những nhà máy nó nghỉ nên là như vậy là không có nhiều việc à, cái việc trong cái thời điểm đấy là không có nhiều việc đúng không ạ à cứ tê chớm cứ tê ở chỗ này nó hơi bị mất chữ một chút vì lý do là Covid dịch bị hơi thưa kreya à, kreya à, kra kreya chắc là sẽ phải như vậy có lẽ phải như vậy cứ tê bố thông hiểu cá nhân ấm ma nhưng thông thường ấy thì được nghỉ là bao lâu ấm mana à in yên nhiên trà nếu mà kỳ nghỉ ấy, thì thường thường là có thể sử dụng đến là kỳ nghỉ phép năm là có thể đến 15 ngày là có thể đến sử dụng 15 ngày, nhưng vào kỳ nghỉ hè thì thông thường là được nghỉ từ 3 đến 4 ngày. Đó nhá. Bây giờ cô cho, cho nghe lại một lần nữa. 56과 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 대화 <laughs> 1. 이번 이번 여름 휴가 계획은 세웠어? 아직 아무도 휴가 얘기를 안 해서 휴가를 써도 될지 눈치를 보는 중이야. 7월 말에는 쉬는 공장이 많으니까 일이 그렇게 많지 않을 거야. 그때쯤 휴가를 신청해 봐. 그래야겠다. 근데 보통 휴가는 얼마나 쓸수 있어?

là bộ phận làm việc hay là nơi hay địa, địa điểm cái bộ phận làm việc chỉ quy chỉ quy ở đây là chức vụ ví sang nhọn lạc trò là cái địa chỉ nơi liên lạc khẩn cấp thông quân chỉ đều rừng hà tả là điều trị ngoại trú ịp quân ứng tả là nhập viện cho thuê hà tả là về sớm tan ca sớm đấy kèn cưng hà tả là nghỉ làm mua tan kiến cưng hà tả là nghỉ làm không xin phép là nghỉ nghỉ vô phép thì người ta gọi là mô tan kiến cơn ha thà. cái từ kiên cơn là nghỉ làm vắng mặt nhá kiên sắc cũng vắng mặt còn kiên như là nghỉ làm không đi làm đấy là tất cả những cái từ này nó liên quan đến là biếng cả biếng cả Phần luyện tập thì nhìn tranh cũng giống như cái phần kia tôi nhìn tranh và ta sẽ lựa chọn cái chữ mẫu câu để chúng ta nối tranh số 1 là gì Chỗ thuê ha tà là về sớm. Tranh số 2 là mô tan kiến cưng ha tà, nghỉ không xin phép. Đây là thống quân chỉ nêu đơn ha tà là điều trị ngoại trú. Còn lại là ịp quân ha tà là, là nhập viện. Nhập viện là ịp quân ha tà, còn ra viện là thuê quân ha tà. Còn cái phần bài này ấy, thì người ta bảo mình đây là một cái tờ đơn xin nghỉ đấy ạ. Đúng ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn những cái câu mẫu ở dưới này để cho vào cho nó đúng. Ở đây có 4, 4, 4 câu và có 4 câu mẫu. Thì ở câu 1 là ký can là thời gian, đi sang nhớ là, là địa chỉ liên lạc khẩn cấp, chỉ quy là là gì ạ? Chức vụ còn xa nhu là lý do. Thế ở đây sốc xô số là địa điểm nơi, nơi hoặc là cái bộ phận làm việc, chọn ký qua, sống miêng là họ tên, ý ban là tên thế cái một này thì đương nhiên là sao ân thì phải là chị chỉ quy là vị trí là nhân viên hai là sa nhu lý do lý do là bị đau lưng đấy ạ, đau đau dây thần kinh này lưng này cỡ ba là là ký can là thời gian còn lại số 4 là là bi xăng nhón chắc do là do là những cái số và liên lạc khẩn cấp để đấy, đấy những cái này nó là một cái đơn xin nghỉ ốm nhá bây giờ chúng ta sẽ sang phần hội thoại luôn cô sẽ cho các bạn nghe bởi vì những cái phần này không có ngữ pháp thì học nó cũng cô giảng cũng nhanh hơn à, và và chủ yếu là các bạn phải tập trung học từ mới từ bài 51 đến bài 58 cho cô nhá. Còn bài sáu 60 là những cái bài nó đều liên quan đến hình ảnh máy móc vậy thì cái phần quyền từ vựng là cô dịch ra hết rồi thì các bạn cố gắng nếu như bạn nào đã có sách rồi thì thôi, cố gắng làm mỗi quyển từ vựng bên cô ấy. đã học nó đầy đủ, soạn ra đầy đủ lắm nhá. hoa 2 병가를 신청하고 싶은데요. 네, 병가라면 어디 아프신 거예요? 네, 허리가 좀 아파서 병원에 갔는데 수술을 받는 게 좋겠다고 하네요. 수술이요? 그럼 심한 거 아니에요? 간단한 수술이라고 하셨어요. 한 일주일 정도 병가를 쓰면 될것 같아요. 네, 알겠습니다. 여기 병가 신청서와 필요한 서류들이에요. 잘 읽어보시고, 가급적 빨리 제출해주세요. <laughs> 대화 2 병가를 신청하고 싶은데요. 네, 병가라면 어디 아프신 거예요? 네. 허리가 좀 아파서 병원에 갔는데 수술을 받는 게 좋겠다고 하네요. 수술이요? 그럼 심한 거 아니에요? 간단한 수술이라고 하셨어요. 한 일주일 정도 병가를 쓰면 될것 같아요. 네, 알겠습니다. 여기 병가 신청서와 필요한 서류들이에요. 잘 읽어보시고 가급적 빨리 제출해 주세요. 음, 네, 이거 đọc nhé. có nghĩa là người ta bảo là gì tôi muốn đăng ký nghỉ ốm đúng không ạ? À, nè, biến ca là ca là miên, xin có đây là gì? Đau. Si ở đây nó mang tính chất là kính ngữ. vâng, thế thì anh muốn nghỉ ốm vậy anh đau ở đâu? Biến ca là nếu mà ốm ấy thì anh đau ở đâu? 내 허리가 좀 아파서 갔는데 수술은 게 là lưng đúng ạ. Apa à, là đau vì đau lưng. Biêu quân cả ta là đã đi đến bệnh viện Su Su là phẫu thuật, nhận phẫu thuật. À, kê chốt kết ta cô nói rằng là nhận phẫu thuật đúng không ạ? Là phải phẫu thuật. Ở đây nhỉ? tôi bị đau lưng nên đã đến viện và bảo và bảo là nên phẫu gì? Phẫu thuật. Su Su nỉ yếu, Su Su gì yếu. Chrome sim han À, phẫu thuật á nếu vậy thì là không phải là nặng lắm à, ý là cô này nhân viên cô hỏi lại phẫu thuật á thế thì không phải là nặng lắm phải không à, thì bạn kia nói cắn tan ha tà đây là gì ạ à? cắn tan ở đây là đơn giản su su ni cô nghe nói rằng là phẫu thuật đơn giản thôi han in chu in nghĩa là một tuần chồng tô là khoảng độ khoảng chừng miếng ga là nghỉ ốm sư miên nếu mà sư tà là dùng cái cái, cái cái, phép nghỉ ốm ấy nhiên của cả tà là sẽ là có vẻ như đó thế ở đây là gì ạ nói rằng là phẫu thuật đơn giản thôi ạ nếu nghỉ ốm khoảng một tuần là được được nhé ne ankesnida yoki miếng ca sinh chân sầu hoa thin nhồ hàn sửa từ đi hiểu vâng tôi biết rồi ở đây nó là cái đăng đơn đăng ký nghỉ ốm và những cái giấy tờ cần thiết à chan nghỉ cơ bố sĩ cố cả cướp chọc bali chế chun hay chú anh hãy đọc cho rõ bạn ấy bảo anh hãy đọc cho rõ và nộp nhanh nhất có thể cái từ ca cực chóc lì là nhanh nhất có thể chế chun ha tả là nộp hoặc là cái câu này người ta có bạn có thể dùng ca cướp chắc pali càng sớm càng tốt có hai nghĩa nhé ca cướp chắc là càng ca cướp chắc pali là càng sớm càng tốt hay là nhanh nhất có thể đọc rõ đọc cho kỹ rồi sẽ nộp nhanh nhất có thể cho tôi đấy nếu mà dịch là như vậy nhé 대화 2 병가를 신청하고 싶은데요. 네, 병가라면 어디 아프신 거예요? 네, 허리가 좀 아파서 병원에 갔는데 수술을 받는 게 좋겠다고 하네요. 수술이요? 그럼 심한 거 아니에요? 간단한 수술이라고 하셨어요. 한 일주일 정도 병가를 쓰면 될것 같아요. 네, 알겠습니다. 여기 병가 신청서와 필요한 서류들이에요. 음. 잘 읽어 보시고 가급적 빨리 제출해 주세요. Ah, thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần từ kia nhé. Từ kia ở đây thì chúng ta sẽ dịch câu hỏi dưới đây. thì người ta nói là hãy lựa chọn cái, à, cả nghe dưới đây và lựa chọn cái mà. đúng với trong cái hội thoại trong bốn đáp án này chọn cái nào liên quan đến hội thoại thì bây giờ chúng ta phải dịch bốn đáp án ra biếng ca xin chồng biếng ca xin chồng ở đây là đăng ký nghỉ ốm ạ à. xin nghỉ ốm biếng ca hưu trích biếng ca hưu trích ở đây là nghỉ dưỡng bệnh hay gọi là gọi là, gọi là nghỉ ốm nhá biếng ca hưu trích là nghỉ nghỉ ốm mang tính chất là dưỡng bệnh cũng được biếng ca xà nhủ là nghỉ gì nghỉ ốm có lý do lý do nghỉ ốm biếng ca kỳ càn là thời gian nghỉ ốm. Thế còn câu số 4 là à, câu số 2 là bốn đáp án là mu cực hưu yên là ngày nghỉ nghỉ gì nghỉ không lương bọc trong hiểu yên là cái ngày nghỉ theo luật giặc trong hiểu yên là cái nghỉ theo quy định của công ty và nhu cực hưu yên là cái ngày nghỉ có lương mu là không có độ nhu là là có thế bây giờ chúng ta nghe xem nhé 56과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 5일이면 될것 같아요. 2번 임금을 받고 쉬는 날이 있다던데요. 네. 일주일에 하루는 일하지 않아도 임금을 받는데요. 56과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번. 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번. 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 5일이면 될것 같아요. 2번. 임금을 받고 쉬는 날이 있다던데요? 네. 일주일에 하루는 일하지 않아도 임금을 받는데요. 아, <놀람> 네. 56과 eps 토픽 듣기 1에서 2번 다음 을듣고 무엇 에 대한 대화 인지 고르 십시오 1번 얼마 동안 병 가를 내실 예정 이 에요？엄마 에는 엄마 동안 병명 가를 내신 예정 이 에요. Biêng ca bêng ca là bệnh đúng không ạ à, ca ne xin dế chân à, dự định là nghỉ ốm khoảng bao lâu on ma tổng an cái từ biêng ca và on ma tổng an ấy khi cái từ on ma tổng an thì đương nhiên các em cũng có thể hiểu được trong bốn đáp án này ấy, thì đã chắc chắn phải là đáp án số mấy ạ đáp án số 4 bởi vì nói về trong khoảng thời gian thì ở đây thời gian nghỉ ốm nó liên quan đến nhau đúng không nào nghe lại nhá 오십육과 E.P.S. 토픽 듣기 일에서 이번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 일번 얼마 동안? 날, chúng ta nghe được từ 얼마 동안. đã biết ngay từ cái gian rồi. 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 내신 gì chứ? Nếu thấy thì bạn định nghỉ, dự định là dê chân g là dự. kiến dự định đúng không ạ bạn dự kiến là nghỉ nghỉ ốm là bao lâu ui đi miền thì có ô in ý miền nếu mà được là 5 ngày là được và ô in ý miền nếu mà 5 ngày là được thế ở đây ta sẽ chọn là đáp án số số 4 rồi đúng không ạ câu số 2 2. bẩn 임금을 받고 쉬는 날이 있다던데요. 임금 받고

y in này in chu in này à câu hỏi im bạt cô suy nan ít tan kéo. có nghĩa là người ta nói là có cái ngày nghỉ mà vẫn được nhận lương à cái im cơm nó bằng ân cướp nhá bạt à im cơm bạt cô nghe đến cái ngày 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 nhận lương nan là có cái ngày mà nhận tiền lương là gì ạ là có những cái ngày mà ngày nghỉ mà được nhận tiền lương à thì bạn ấy bảo là ne in chu in à, in chu in 인주인은 하루 인 인하지 않아도 임금 받아요. Có các bạn ấy nói là một ngày là có một tuần, à một tuần là có một ngày không làm à, không làm à, nhưng mà vẫn có có lương. Đó. Thế thì đương nhiên là phải là cái đáp án số mấy ạ? Đáp án số 4. Đúng không ạ? Tiếp câu số 3. Câu số 3 thì bây giờ 3 và 4 thì đều là nghe câu hỏi và lựa chọn đáp án của cái câu này thì có ba câu, có câu 3 câu 4 này là không có câu hỏi, thì bắt buộc các bạn phải dịch bốn đáp án ra, xong lúc đó chúng ta mới là nghe để lựa chọn cái câu hỏi này nó thích hợp với cái đáp án nào. Khi thi, các em vướng phải là những bạn mà phần nghe là lựa chọn đáp nghe câu hỏi lựa chọn đáp án là những cái phần khó. À, là khó nếu mà người ta cho câu hỏi rồi ấy, thì nó lại dễ nhưng không bắt buộc nghe câu hỏi để lựa chọn đáp án thì đấy là cái phần khó còn đi thi phần nghe là có chỗ đó còn thi đọc hiểu là lựa chọn đáp án điền vào chỗ trống nó liên quan đến ngữ pháp là những cái đấy là những cái ngữ cái cái câu nó khó đối với khi chúng ta đi thi nhá à, đáp án số 1 của câu 3 nê bằng ca hiu trích cưng <laughs> seo vâng hãy gì đấy ạ à? hãy nghỉ gì hưu Hi trích nó là hãy nghỉ tạm thời nghỉ hãy xin nghỉ bệnh tạm thời nghỉ ốm tạm thời. Nê xin tan sò rưng chế chun haseo hãy nộp cái đơn uh, cái cái xin tan sò ở đây nó là cái uh, đơn thuốc nhưng mà người ta không gọi là đơn thuốc mà xin tan sò là nói là cái phiếu khám bệnh là một này cái uh, cái hồ sơ chữa bệnh là hai đấy. Và nê xá nhù iaki haseo hãy nói về lý do. Bốn nê biếng ca kỳ gà đơn hoắc in haseo hãy kiểm tra cái thời gian ốm bị bệnh. Đó, còn câu số 4 là đáp án một non cha hiu qua rứt nét đã gì đã nghỉ cái kỳ nghỉ phép năm hai chỉ cơm hiu ca trung hiểu bây giờ là đang trong kỳ kỳ nghỉ đáp án 4 là hiu ca rứt ô in bà tát kỳ nghỉ tôi đã nhận là 5 ngày đúng không ạ câu số 4 món cho hiu ca rứt xin chân ha trước tiên là anh hãy đăng ký kỳ kỳ nghỉ trước tiên là trước tiên đầu tiên là đăng ký kỳ nghỉ 그럼 이제 3번의 질문을 들어보시죠. 될것 같아요. 2번 임금을 받고 쉬는 날이 있다던데요? 네. 일주일에 하루는 일하지 않아도 임금을 받는데요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 아파서 지난주에 일주일 동안 결근했는데 내야 할 서류가 있어요? 임금을 받는데요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 아파서 지난 주에 일주일 동안 결근했는데 내야 할 서류가 있어요? 그이지 나, 는 일하지 않아도 임금을 받고 쉬는 날이 있다던데요? 네, 일주일에 하루는 일하지 않아도. 임금을 받는데요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 아파서 아비옴비옴 아파서 비옴 지난주에 일주일 동안 결근했는데 내야 할 서류가 있어요? 아파서 apa so chin nan CHUÊ in chu in tong an ken kun het ngân TÊ có nghĩa là apa so là vì tôi ốm nè đúng ạ? Chin nan CHUÊ tuần trước in chu in an là trong khoảng một tuần ken cưng hết ngân TÊ đã vắng mặt đúng không ạ? À vì tôi ốm nên tôi đã vắng mặt từ tuần trước, tuần trước tôi đã nghỉ trong khoảng một, một tuần đúng không ạ? À đi ở đây là anh này anh hỏi thôi chứ nhá. 내야 한 서류 내야 한 서류가 있어요 ha 하다 là phải nộp đúng không ạ 서류 là hồ sơ giấy tờ đúng không ạ ít yếu là có thì có cái giấy tờ mà phải phải nộp không thế thì nói đến từ sở thì đương nhiên là phải là đáp án số mấy ạ đáp án số 2 lý do là là vì ốm nên là trong một tuần tuần trước tôi đã nghỉ tôi đã vắng mặt một tuần à, vì ốm nên là vắng mặt một tuần thì anh có cái tài liệu anh có cái hồ sơ để để nộp phải nộp không thì đương nhiên chín ta so đơn chế chun haseo thì hãy nộp vâng thì hãy nộp gì hãy nộp cái gì đấy ạ nộp cái 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 đơn thuốc này cái phiếu khám bệnh này hay là phiếu xét nghiệm thì chín ta so đúng ạ? câu số 4 nhá 4. 휴가를 쓰려면 어떻게 해야 돼요? 4번. 휴가를 쓰려면 어떻게 해야 돼요? hiu sửa điểm, điểm. tất kê hiểu, tất kê hiểu thì phải làm như thế nào? Nếu mà muốn kỳ nghỉ thì ta phải chọn là đáp án số mấy? Ừ. Trước tiên là mình phải đăng ký kỳ nghỉ. Nếu muốn dùng kỳ nghỉ, muốn sử dụng kỳ nghỉ thì phải làm như thế nào? Thì phải đăng ký kỳ nghỉ là đáp án 4 đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại một lần nữa. 56. Quả. Eps topic 듣기 kỳ. 1에서 2번. 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번. 얼마 동안 병가를 내실 예정이에요? 5일이면 될것 같아요. 2번. 임금을 받고 쉬는 날이 있다던데요? 네. 일주일에 하루는 일하지 않아도 임금을 받는데요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 아파서 지난주에 일주일 동안 결근했는데 내야 할 서류가 있어요? <laughs> 4번. 휴가를 쓰려면 어떻게 해야 돼요? 나게 <laughs> chúng ta muốn mà nghe kỹ thì bởi vì ở trên clip này thì các bạn cứ nghe đi nghe lại xong dừng lại nghe đi nghe lại dừng lại nhé thì các bạn sẽ nghe được hết đến câu số 5 từ cô chỉ muốn nghe Amazon để tập ơn cô đưa ship siêu là nghe câu chuyện và lựa chọn đáp án đúng với câu hỏi câu hỏi năm này do cha nước về của hàng nghe cả cô hâm nhỉ các tại sao một cô này lại đi về quê một Apu sò sò nghĩa là mẹ ốm hai 동생이 결혼, 결혼 해서 vì em kết hôn. Số 3 trung yêu hàn nhạc số kỳ vì có cái cuộc hẹn quan trọng. Đáp án 4 là ca chỗ qua quá đứng bố nè tia cổ định định nghỉ hè cùng với gia đình. Thế bây giờ chúng ta nghe. 5. bẩn 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이번에 휴가 냈다면서요? 네. 어머니가 몸이 안 좋으셔서 다녀와야 할것 같아서요. 걱정이 많겠어요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이번에 휴가 냈다면서요? 네. 어머니가 몸이 안 좋으셔서 다녀와야 할것 같아서요. 걱정이 많겠어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. <laughs> 이번에 휴가냈다면서요? I à, can có nghĩa là kỳ nghỉ lần này bạn xin nghĩa là dùng cái kỳ nghỉ lần này àè 네. Vâng mônica bố ai có thì có nói là gì Monica Mo nghe đến từ ăn vì mẹ tôi là không được khỏe nên có lẽ tôi cũng đi về tôi về quê rồi tôi lại lên có chồngắn kết này chắc sẽ anh sẽ chắc chắc là chị là lo lắng lắm đây đúng không ạ cọc trong cọc trong cọc trong là lo lắng nhá uẩn 이야기를 thực lại một lần nữa 질문 này 알맞은 대답을 고르십시오 이번에 휴간했다면서요 nghe 네. nói là anh là chị nói kỳ nghị lần này à chị sử dụng kỳ nghị lần này xin nghỉ lần này à để 어머니가 몸이 안 좋으셔서 어머니가 몸이 안 좋아서 của tôi là cơ thể là không được khỏe. 다녀와야 것 같아서요. 다녀와 한것 같아요. có lẽ là tôi đi về rồi với lại lên tôi về lại lên ý là 다녀오다 là đi về quê xong về tạm thời xong lại lên đấy thì gọi 다녀오다 nhá. 걱정이 많겠어요. 걱정 많겠네요. có nghĩa là 많겠어요. 걱정이 많겠어요. nghĩa là chắc là cô lo lắng lắm đây. Thế thôi, thế thì đương nhiên là phải là đáp án số mấy ạ? Đáp án số 1. Được chưa nào? Đó là xong nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần là ích kỳ. À, ở đây người ta bảo lựa chọn cái đúng nhất để điền vào chỗ trống. Thì trước mắt điền vào chỗ trống thì chúng ta sẽ là đáp án một né miền. Nếu nộp đúng không ạ? Sư miền. Nếu dùng bà tứ miền là nếu nhận. Xin trong hà miền. Nếu đăng ký. Thế thì ở đây phải... Ồ, ôn gió rơ mê thì người ta nói là ôn gió ôn ôn gió mê là kỳ nghỉ của năm nay ấy cái kỳ nghỉ cái gì đấy mà kỳ nghỉ ở công ty năm nay ấy, thì là tôi sẽ đi về quê thì đương nhiên phải là nhận là đáp án số số mấy ạ à? số 3 nếu mà nhận kỳ nghỉ lần này kỳ nghỉ hè nhận kỳ nghỉ hè lần này của công ty thì tôi sẽ đi về quê tiếp câu số 2 ăn xét ở đây là sắc mặt cho 좋아요 không được tốt im uh, chích từ đó suy nhân kê ở thiếu sắc mặt không được tốt thì là là tôi phải đi về nhà sớm ấy tôi phải đi về nhà sớm thì như thế nào vâng món cho từ đó có bộ kết thì ở đây cân cân hào cô là vắng mặt chỗ thuê hào cũ là là gì về sớm xin trong hào cô là đăng ký và hưu chỉ kha cô là nghỉ tạm thời thì đương nhiên ở đây là phải là đáp án số lại cô dịch hết rồi đáp án số mấy ạ số hai 먼저 들어가다 먼저 디레 관 조퇴 nhá câu số 3 số 4 số 3 đồng, số 4 thì người ta bảo mình là lựa đọc đoạn văn và lựa chọn cái câu hỏi à, tu salam ơn tu salam ơn mùa mùa tế kia hào cô ý các hai người này đang nói về cái gì một mô cực hiếu ca là nghỉ không lương đúng không ạ còn biếng ca hiếu ca là nghỉ ốm Đón xa hiếu ca là nghỉ phép năm Trốn san hiếu ca là nghỉ thai sản Thế ở đây ở đoạn này nói A Nên từ A kỳ tả A Ở đây là sinh em bé thì chỉ cần nhìn được cái đoạn này ta sẽ chọn là đáp án 4 rồi A kỳ nạt Khi mà sinh em bé Nạt là sinh ra nhá On ma tổng an xử Thì nghỉ là khoảng bao lâu Xăm kê quân tổng an su có thể để có thể nghỉ trong khoảng là 3 tháng 글로 기준 법에 정해 cho 있어요 là gì ạ? Người ta bảo là theo quy định của pháp luận tiêu chuẩn với cái người lao động là có thể nghỉ và được 3 3 tháng ở đây ta sẽ là đáp án số 4. Câu số 4 này. Tu saramun Mose te he iyaki isumika. Hai người này là đang nói chuyện về về cái gì? Một bengkana neta là gì xin nghỉ ốm. Hiu chikata như chỉ ha tả là nghỉ tạm thời chuê chố thuê ha tả là về sớm mô tan kiến cưng ha tả là gì nghỉ vắng mặt mà không có phép đó đây gọi là nghỉ vô phép đấy nhá à, krom sai lần tô ốc cưng ăn hăn cỏ yếu cặp hòa ý là bảo là nếu vậy á vậy là cũng không liên lạc với công ty mà cũng không đi làm à thử xem là như vậy à À, đấy thì ở đây hai người đang nói về Đương nhiên là về cái gì ạ Về là đáp án 4 rồi đấy Đó Cơ cả bác Xem như vậy ạ à. Hình như là vậy ạ à. Mô tan đấy là chọn đáp án số, số 4 nhé Ở à, đấy là câu 4 còn lại câu số 5 Câu số 5 thì bây giờ câu 5 này Thì người ta sẽ bảo mình là cũng điền vào chỗ trống Thì lựa chọn cái đúng nhất để điền vào chỗ trống và chữ K này à, kiệt này mu cử p là nghỉ à, có lương không lương còn gión cha hiu vin gión cha hiu là nghỉ phép năm giọt trong hiu là nghỉ theo quy định của công ty và nhu cử p là nghỉ có lương thế thì ở đây trong cái này thì là trong cái nào dịch nhá bập udo chẳng hàn nàn là à không phải là cái ngày à, quy định nghỉ đó nhưng ở công ty ấy, thì là thế nào ạ Huê sa you in lô hào cô in là có cái ngày nghỉ theo quy định của công ngày nghỉ của công ty như chập pro han có si in chi một pro han có in chi tô sa chân ta ra ta râm ta ý là người ta nói là thế nào đấy ạ? cái ngày nghỉ mà không phải quy định pháp luật tuy nhiên là theo quy định thì ta phải theo cái gì là theo như là theo như cái nghỉ của công ty hay là nghỉ theo của 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 diện dạ, của theo luật đúng không thì bây giờ đương nhiên là ở đây này nhu cực, à, các em nhìn thấy từ nhu cực này đúng không từ nhu cực này còn ở đây là giặc chân hiệu yên thì có cái từ ani ani này này à, thì có nghĩa là giặc chân hiệu viên bực pro bực pro chân han ani không phải là cái ngày mà nghỉ theo luật thì đương nhiên phải là đáp án số 3 là cái nghỉ theo gì là cái ngày nghỉ gì đã nghỉ là nghỉ theo quy định của công ty không là cái ngày mà không phải theo nghỉ theo luật đúng không ạ? Ở đây là nhắc chân viên là cái ngày nghỉ quy định của công ty là không phải là cái ngày nghỉ theo luật. Đó, là không phải. Thế nhưng không phải là nghỉ theo quy định của luật, thế tùy nhưng mà sẽ tùy theo vào là tùy theo vào quy định của công ty mà thế nào đã ạ. Tùy theo quy định của công ty thì ngày đó sẽ được tính là có lương hay nghỉ không lương. À, được tính là có lương hoặc là nghỉ không lương ở đây mu cờ cực pro han huê sai cứu chân tà ra là theo theo quy định của công ty đúng không ạ nghỉ có lương hay không là theo quy định của công ty riêng với cả cứ lô chai ở là cái ngày lao động cái ngày của quốc tế lao động ấy thì là được sẽ được tính vào cái ngày nghỉ gì bọc chân là là cái nghỉ theo luật mà po ham tuy chi ảnh xâm thì là không bao gồm đúng ạ là cái ngày nghỉ này là cái nghỉ không bao gồm thì là nhắc chân yêu yên là cái nghỉ không bao gồm quốc tế lao động thì được nghỉ theo luật còn sẽ không tính vào cái ngày nghỉ theo quy định của công ty đúng không là ngày nghỉ mà được quy định theo công ty chứ không phải là cái ngày nghỉ theo quy định theo luật tùy theo vào cái quy định của công ty là có được có lương hay là không có lương đúng ạ thì cái đấy nó có được lương hay không là không lương thì riêng đối với ngày quốc tế thì là là đúng là ngày nghỉ của theo luật rồi nhưng nó không bao gồm vào cái ngày nghỉ giặc chân như là cái ngày nghỉ theo quy định của công ty nó không bao gồm cái ngày này có pô ham vị chi án sơ thì ta là không bao gồm đấy đây có hết ra rồi thì các bạn cố gắng làm sao mà chúng ta tập dịch này có những cái từ mới mà không có trong quyển sách ấy, trong quyển từ vựng ấy thì các bạn phải viết ra nhá còn về phần thông thông bô là thông tin là tìm hiểu về luật tiêu chuẩn lao động trong việc làm ngày nghỉ ngày lễ thì cái phần này ý, là cô đã in ra thành quyển thông tin và văn hóa riêng luyện tập mở rộng riêng cũng như là cô giới thiệu rồi có rất là nhiều bạn cũng đã từng mua rồi thì các bạn cứ uh, có thể bạn nào mà không mua mà thì bạn cứ xem ở trên cái clip này và chúng ta sẽ viết ra và dịch nhé còn cái ngày nghỉ này thì cô đã dịch sẵn rồi Tất nhiên là có những cái bạn có thể dịch được, có bạn không dịch được thì đừng, các bạn cũng cứ đọc và chúng ta xem để khi phần văn hóa thông tin người ta hỏi là ngày nghỉ là không lương là như thế nào, ngày nghỉ có lương như thế nào thì chúng ta đọc và chúng ta sẽ hiểu. Đấy về giáo trình thì cứ phần nào đây quyển 1 quyển 2 là 60 bài nhá. Cái quyển 1 quyển 2 này thì các bạn thi CBT hay bạn thi mới đều là học chung. Tất cả cái bộ giáo trình từ vựng này cô viết ra, cô đã soạn hết ra, rút ra khoảng tầm 2006 2007. 2.600 từ của hai cái quyển một quyển hai và cấu trúc ngữ pháp cô cũng làm ra cô là phân tích luôn ngữ pháp này nghĩa là gì và cho ví dụ từng bài một còn phần dịch văn hóa thông tin đấy cô vẫn nói là cô cũng đã in ra và dịch ra hết cho các bạn còn luyện tập mở rộng thì mỗi một bài mỗi quyển quyển này là cứ mỗi một bài là có 3 đến có bài thì ba câu luyện tập đọc hiểu mở rộng có bài thì 5 câu còn đề ngân hàng đề này là của 960 câu nghe 960 câu đọc hiểu nhưng cái phần này cô làm ra 40 đề nghe 40 đề đọc các bạn nếu như các bạn học luyện tốt và trong cái ngân hàng đề này những cái từ vựng mà dịch ra hết thì chắc chắn 100% là các bạn sẽ đỗ thế là chúng ta cái quyển ngân hàng đề luyện thi này nó là cái ngân hàng là để các bạn học từ cho tốt thôi à, và các từ vựng khi đi thi là nó có ở trong đó còn khi mà các bạn học muốn ôn ý tới đây mà có lịch thi các bạn lên trung tâm cô ôn thì các bạn sẽ được ôn luyện những cái bộ bộ đề rất là sát, bộ đề đấy cô có 50 đề, thường thường cô vẫn đăng trên Facebook là cái đề mà ở các nước như là Nepal, Philippines, hay là Trung Quốc, hay là Thái Lan, Campuchia đấy ạ. Đấy những bộ đề đấy rất là rất là hữu ích, bộ đề đấy khi nếu như các bạn nào mà có có điều kiện lên ôn thì là sẽ ôn, còn nếu không không lên ôn được thì cô đang quay clip để giải nhưng mà nếu mà giải các bạn đến ôn thì trực tiếp với cô với thầy thì muốn hỏi cái gì thì các bạn cũng sẽ 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 được uh, được giải thích luôn trực tiếp luôn nhưng mà cô quay thành clip thì cũng rất là uh, cái tỉ mỉ đến đoạn nào có ngữ pháp đến câu nào cô dịch hết và lựa chọn đáp án hết cũng như giảng như thế này thì nếu như bạn nào không có điều kiện thì sẽ mua khóa học ôn luyện thì tới đây cô làm xong thì cô sẽ bán khóa học đó cho các bạn thì các bạn cứ liên lạc với cô qua facebook này uh, qua uh, trang fanpage của cô này qua facebook trang đoạn đức và qua số điện thoại của cô đó thì các bạn lưu ý là cố gắng chăm chỉ học từ vựng nhá từ vựng và các em cố gắng học từ vựng rồi nhưng mà cái ngữ pháp ấy là các bạn phải học thuộc ngữ pháp như học thuộc lầu như là học từ vựng khi đến đoạn văn nào mình nhìn cái ngữ pháp mình dịch được luôn thì chọn đáp án chuẩn nhá đấy là cái cái đấy là cô lưu ý chúng ta học ngoại ngữ là từ vựng này ngữ pháp cực kỳ quan trọng hai cái đấy nó mật thiết với nhau luôn luôn là đi phải là song song với nhau nếu bạn nào học tốt thì ngữ pháp cũng tốt và từ vựng tốt thì các bạn thi là một trăm phần trăm là điểm là điểm điểm cao ấy chứ không phải điểm đủ điểm đỗ đâu Đấy thì bạn nào mà lên á, cô cũng nói thêm ở trên clip này thì bạn nào mà tới đây mà có lịch thi, bạn nào mà muốn lên uh, lên ôn ở trung tâm cô ấy thì các bạn sẽ đã là danh sách ở trung tâm cô đã ôn trung tâm cô thì cái luyện vòng 2, luyện tay nghề vòng 2, phỏng vấn này <laughs> học tay nghề vòng 2 là cô sẽ dạy miễn phí cho các bạn Đó, trên chỗ cô là có ký túc xá này và nếu không ký túc xá thì công ty sẽ thuê ở bên ngoài uh, trung tâm công ty có rất là nhiều phòng trọ vừa rẻ vừa sạch đấy là cô giới thiệu luôn ở đây để nếu như bạn nào mà có nhu cầu học trên học hết này rồi biết hết những cái giáo trình này rồi xong rồi thì các bạn nên đi ôn có thể các em ôn đến chỗ cô cũng được không để đến trung tâm khác ôn để luyện đề cũng được thì để cho kiến thức mình vững hơn nhá để bài 12 thì là là là, là à, bài 56 thì cô làm đến đây là kết thúc rồi thì có gì thì là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau bài 57 còn có 57 58 nữa là kết thúc cô chào tạm biệt các em